Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay trong chuyện Billy Cà Phê chúng ta sẽ cùng được trò chuyện với một người rất là quen thuộc với quý vị khán giả rồi, nhà báo Thu Uyên ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một hành trình mà tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả rất là quan tâm, một hành trình mới đang mang lại rất là nhiều cảm xúc bởi vì trong đó chứa đựng rất là nhiều tâm huyết mà chị Thu Uyên đã đặt vào hành trình của quả bồ hòn đúng không ạ? Dạ. Thực tế thì ai cũng biết một cái câu gì đấy liên quan đến quả bồ hòn. Không nhắc ra thì bây giờ không? Trong cái văn hóa của nước Việt chúng mình là rất là nhiều cái đoạn nó bị đứt gãy. Thì đối với bồ hòn nó cũng như vậy. Nó không còn được sử dụng như đúng cái công năng mà thiên nhiên trao cho nó nữa. Tức là cái khả năng giặt tẩy. Cái khả năng giặt tẩy của nó là vô địch trong tất cả các cái loại sản vật của thiên nhiên. Bởi vì nó chưa tới 21 cho đến 27% cái hàm lượng saponin. Cái chất gọi là hoạt động bề mặt đó. Saponin nghe nó rất quen thuộc, nó như kiểu xà bông, cái xà phòng của chúng ta hay gọi. Saponin là nó là cái tiếp tối cho tất cả những là xà vung, xà bông. Thế nhưng mà chúng ta quên hết rồi. Đến khi mà chúng ta nghe một cái thứ quả ở nước ngoài mà xoắp nát, chúng ta thấy nó ghê quá. Rồi là xoắp cherry là rồi chúng ta hay quá. Và nó rất là đắt. Nếu mà tính ra như thế thì nó khoảng độ 900 ngàn đồng cho một cân. Mình mới nghĩ là tại sao cái quả này chính là quả bồ hòn mà ngày xưa mình đã dùng rất nhiều. Đúng rồi, mình đã từng dùng, hay là đúng hơn là thời của ông mình đã dùng rồi. Đến mình thì gần như nó bị tiêu diệt tới... Đến thời của em là không có luôn. Hồi bé nghe nhưng mà nghĩ là quả bồ hòn nó là một cái loại quả nào đấy, nó cũng chỉ là sáng tạo trong văn thơ thôi, cũng không nghĩ là nó là một loại quả có thật trên đời đấy luôn. Kiểu như là lá diêu vông hả? Không, đó là bồ hòn. Và khi mà chúng tôi bắt đầu đi tìm thì hóa ra là ở đồng bằng không còn bồ hòn nữa. Và khi chúng tôi nghĩ về cái chuyện thiếu đó thì chúng tôi nghĩ là một loạt những cái gọi là đa dạng sinh học của chúng ta nó cũng đã biến đi. Và chính vì điều đấy cho nên là chúng ta đã bị thiếu rất là nhiều. Bản chất của thiên nhiên là nó không có một cái gì vô tích sự cả. Chỉ có con người biến nó trở thành vô tích sự thôi. Vậy thì làm thế nào để mang lại cái công năng, cái công dụng của nó thì nó mới có thể tồn tại được. Và đấy là cái cách mà chúng tôi mong muốn chúng tôi làm. Tức là phải tạo đầu ra cho nó. Chúng ta đang có cái may mắn hơn những người Anh, người Mỹ, người Australia là chúng ta không có phải nhập bồ hòn từ Nepal. Bồ hòn của chúng ta rất là mỹ mãn và chúng ta được một cái giá mà nó chỉ bằng một phần ba, một phần gần một phần tư. Tôi cũng được biết rằng cái hành trình mà chị đi tìm những cây bồ hòn này, mang nó về lại với cuộc sống của chúng ta thì nó cũng kéo dài được khoảng hơn 2 năm rồi đúng không ạ? Và không biết là cái cây bồ hòn đầu tiên mà chị tìm thấy thì nó thuộc khu vực nào? Khi mà chúng tôi đi lên Lạng Sơn thì cũng có một số cây bồ hòn. Hồi xưa thì người ta cứ nói rằng là bồ hòn hình như chỉ có ở miền Bắc mới có, nhưng thực ra thì không phải. Bồ hòn nó chạy dài tuốt vào tận trong Nam. Ngày hôm qua thì chúng tôi vừa mới vào rừng xong. Chúng tôi đi tìm cây bồ hòn thì để mà tìm ra một cái cây bồ hòn đầu tiên ở ven rừng đấy thì chúng tôi phải đi mất nửa ngày đi bộ. Cái đặc điểm của cây bồ hòn là nó không mọc lại thành ra một cái gọi là rừng khộp, rừng gì mà nó không cái kiểu như vậy, mà nó phải mọc riêng lẻ. Tức là nó mọc trong một cái quần thể với những cây cây khác. Cho nên là chúng ta phải đi độ 1 cây số, 2 cây số mình mới gặp một cây bồ hòn. Nhưng cứ tưởng tượng rằng là ở trong một cái cánh rừng mà thiếu đi những cái cây như thế, nó mất đi cái sự đa dạng sinh học đến như thế nào. Thú thực ấy, khi mà tôi nghĩ đến chúng tôi đi tìm cây bồ hòn ấy thì nó là một cái gọi là sự lãng mạn trẻ con thôi. Từ xưa nên là tôi rất là thích làm những cái sản phẩm thủ công á, thì mình cũng nghĩ rằng là mình nhất định là sẽ phải làm những cái gì theo cái kiểu là gội đầu này, tắm này, mà toàn bằng các thứ tự nhiên thôi. Gia đình thì mẹ thì làm về hóa thực vật. Mình hiểu rằng là cái sự quý giá của cái thảm thực vật của nước mình nó như thế nào. Đồng thời thì cái thời điểm đó là lại thấy một nhà cung cấp của Việt Nam cũng có một số quả bồ hòn, nhưng mà bán với giá ngang như giá nhập khẩu thì chúng tôi thấy không chấp nhận được. Và chúng tôi nghĩ là mình đã biết nó ở đâu. Bây giờ mà nhắm mắt lại để cho mọi người sẽ mua với cái giá cao như vậy á thì nó không được. Cho nên chúng tôi mới mang ra và bắt đầu phát triển một cái cộng đồng dân tộc để cho họ có thể có cái đầu ra. Và cái thứ hai là đưa được cái sản phẩm của thiên nhiên về với lại thành phố để thay thế cái hóa chất. Thực ra trước khi chúng ta gặp nhau thì chúng tôi cũng có nghe được một vài thông tin. Chị vẫn còn muốn công bố cái vùng nguyên liệu.
những cái nơi mà có cái bùa hòn mà chị Uyên đã tìm ra. Tôi nghĩ rằng là một trong những cái lý do mà chị Uyên không công bố rộng rãi cái vùng nguyên liệu là cũng là một cách để bảo vệ cho những cây đó nó được phát triển một cách tự nhiên. Cái nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi thứ nhất là bảo vệ rừng. Khi người ta đã bắt đầu biết bùa hòn trong vòng một năm vừa rồi thì đang có hiện tượng là một số vùng bùa hòn có cây bùa hòn thì nghĩ là đấy là tiền được, cho nên là họ thu mua rồi làm chèo và chặt. Chặt nhánh. Chặt nhánh thì nó cũng không phải là đã chết ngay cây bùa hòn, bởi vì cái cây bùa hòn nó cái sức sống của nó vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà khi chặt nhánh ấy, thì phải 3 năm sau để chúng ta mới có thể thu hoạch lại được. Cho nên là nó nhược cây rất là ghê. Có những nơi mà người ta đốt cả cái cây. Người ta đốt cả một cái cây con của bùa hòn để làm sao để cái quả xanh ở trên đấy nó trở nên vàng rơi xuống, thế là người ta thu hoạch. Tức là chúng tôi phải tổ chức theo cái cách rằng là mua bạt trải xung quanh cái cây và làm những cái sào 5 mét á, sào tre đó, và trèo lên trên cây thì bắt đầu là rung cây. 4 tháng là gọi là thu hoạch được bùa hòn đó. Thì trong vòng 4 tháng ấy, một cái cây là phải lên đến 10 mấy mấy lần á thì mới gọi là hết quả. Quả đấy mới gọi là cái quả có chất lượng. Các bạn yên tin chắc đi, cái bùa hòn đấy một quả cũng là được do giữ rừng mà ra. Tôi nghe cái câu chuyện của chị Uyên trao đổi trong một cái buổi họp mặt của cái nhóm nhỏ những người mà muốn sử dụng quả bùa hòn, muốn làm cho cuộc sống của chúng ta xanh sạch hơn, thì chúng tôi rất là ấn tượng cái hành trình của chị về cái cuộc sống của người dân khi mà chị đến. Không phải là đến cái hoạt động bùa hòn thì chúng tôi mới thực sự là quan tâm tới những người mà ở những cái vị trí nó thiệt thòi hơn mình. Đấy là những người mà ở trong rừng và họ không có cái gì khác ngoài cái việc là thiên nhiên ban cho họ cái sản vật của rừng. Và họ là một người ở trong cái rừng đó, và họ cái tác động của họ là để giữ thiên nhiên. Cây bùa hòn trong cuộc sống họ chắc là ngày nào họ cũng đi qua, và có thể là họ cũng coi cái cây đấy bình thường như mọi cây khác thôi. Nó rụng đầy ra đấy và có khi họ cũng chẳng buồn nhặt. Ở nơi đó họ có rất là ít thông tin để biết được nhiều giá trị của cây bùa hòn cũng như quả bùa hòn. Nên là biết ít thông tin như thế cho nên là có thể họ sẽ bị lợi dụng. Cái giai đoạn đầu tiên chúng tôi đi thì các bạn hình dung là cái đoạn mà đi được xe máy thì là phải quấn vòng xích ở quanh bánh xe máy. Và nói chung là tôi ngồi đằng sau thì tôi rất là khủng khiếp, bởi vì sao? Bởi vì là nó là vực. Tức là mình không bao giờ đến mà đi chân bộ, mình cũng dám đi nữa. Nhưng mà khi mà đồng bào mà chở mình đi thì họ lao từ trên dốc xuống này thì nhìn thấy ngay cái vực trước mặt, và tôi thấy là cái người mà chở tôi thì đầu chỉ đến đây thôi, còn tôi thì đang được ném ra vực này, thế này rất là khủng khiếp. Thì đi như thế, suốt đi nói chung là độ 4 tiếng đồng hồ như thế, và tiếp tục lại đi thêm 4 tiếng đồng hồ chân bộ nữa thì đến được cái vùng mà chúng tôi khai thác bùa hòn. Vùng xa xôi nhất mà mình có thể đi được thì tôi cũng phải nói luôn là bột giặt nó đầy. Chứ mình không phải nghĩ là người ta dùng đá để chà quần áo đâu, không có đâu. Một khi á mà bột giặt chưa có ở đó thì chắc chắn bùa hòn còn được biết đến, còn được dùng, và nó còn có giá trị, người ta còn bảo vệ nó. Và tại sao chúng tôi chọn cái vùng đó? Bởi vì cái vùng đó là cái vùng mà nó khó khăn nhất. Khi mà chị vào tiếp cận với cả đồng bào như thế thì có phải thuyết phục họ nhiều không ạ? Một cái điều mà mình phải tin là khi sống với thiên nhiên thì nó chả có một cái thứ nào là màu mè, nó không có một cái thứ gọi là thủ thuật, nó không có cái gọi là xã giao, nó không có cái đó. Nó chỉ có cái là mình chân tình như thế nào. Tức là thực sự mình muốn bảo vệ cây thì mình phải nói với họ là mình muốn bảo vệ cây. Muốn là hỗ trợ cái cuộc sống cho họ như thế này thì mình phải nói với họ là mình hỗ trợ cuộc sống của họ như thế này. Và mình làm được cái gì là họ nhìn thấy. Đó là một cái cuộc đối thoại rất là lâu dài. Hành trình lên những cái dãy núi rồi hành trình đi sâu vào rừng nó đâu phải là đơn giản. Chúng tôi cũng đi rồi, chúng tôi biết. Thế mà chị Uyên cứ nói rằng là nó rất bình thường ạ. Nó cũng bình thường thôi. Mình tự cho mình cái trách nhiệm đó, mình tự cho mình cái niềm vui đó. Chúng tôi cảm thấy may mắn chứ. Là từ một cái mong muốn của mình, một cái niềm vui của mình như này thôi, chứ còn bình thường mà đi bê vác bùa hòn thì tôi cứ 40 cân một bao tải là chuyện bình thường mà. Không có vấn đề gì cả. Một cái hiểu biết của mình mà được xã hội chia sẻ cho đến bây giờ, làm sao mà tự dưng mình có được một lúc 10.000 mấy trăm người bạn, đúng không ạ? Thế mà bây giờ chỉ vì bùa hòn thôi mà chúng tôi có gần ấy người. Tôi cảm thấy là mình may mắn nhiều hơn là cảm thấy vất vả. Cái lan tỏa của mình là nó thông qua những các bạn ấy, chứ không phải là do mình nói ra. Mà các bạn chính là những người sử dụng, các bạn mới có thể giúp mình mở rộng được cái đầu ra cho những cây bùa hòn của Việt Nam. Phiên chợ xanh tử tế. Ở đây bạn có thể mua các loại nông sản, các loại thuốc, cả tinh dầu nữa, và có cả bùa hòn. Phiên chợ là địa chỉ quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi muốn tìm kiếm thực phẩm và đồ dùng xanh sạch. Phiên chợ tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hàng tháng.
Tôi nói thật đấy, trong tất cả các cái nghề mà ở trên đời này, có lẽ là tôi ham mê nhiều lắm, từ lớp 5 đến giờ là tôi không biết đổi bao nhiêu lần nghĩ là trong đầu mình sẽ trở thành ai. Nhưng mà chỉ riêng có một cái nghề thôi, tức là bán cái gì đấy là tôi nghĩ là không bao giờ. Tôi rất hay tự ái, tôi rất là tủi thân, tôi không bao giờ tôi đi bán cái gì hết. Thế mà cuối cùng bây giờ tôi mới hiểu ra rằng là một khi mình đã khởi xướng gây ra chuyện này rồi thì chúng ta không có quyền bỏ nó đi. Bởi vì là nếu như mà tôi dừng lại thì là tôi không có thực hiện được cái cam kết của mình. Chị là cam kết như thế nào ạ? Tôi cam kết với bản thân mình rằng tôi phải bảo vệ được rừng. Và nếu như mà mình đã nói với người ta rằng là làm như thế này đi, làm theo tôi đi thì tốt đấy. Sẽ có thêm thu nhập, sẽ có như thế này thì tôi phải làm được cái điều đó. Cái đấy nó là một cái sự cam kết mà không phải vì thân mình. Mình không có thu lợi được ở đó. Bởi vì nếu thu lợi thì tôi cũng tin chắc rằng là tôi sẽ đi làm cái việc khác, nó sẽ thu lợi nhiều hơn. Tôi nói thật là năm ngoái chúng tôi chỉ nghĩ là giỏi lắm chúng ta cố gắng đi, chúng ta được 3 tấn. Thế mà cuối cùng nó lên thành 7 tấn rưỡi, không có vấn đề gì cả. Hết sạch rừng xanh và mình học được rất nhiều kinh nghiệm. Thế nào là đẹp, thế nào là tốt, thương mại nó như thế nào, gọi là marketing nó ra làm sao đó. Thế thì đấy nó là cái mà tôi thu được chứ không phải là cái mà tôi phải bỏ ra. Bồ hòn nó trước tiên phải nói đến cái khả năng là để giặt tẩy. Nó là cái chất hoạt động bề mặt, nó tạo bọt nhẹ và nó lôi cái chất bẩn đi theo nước. Nghĩa là saponin ở trong bồ hòn thì không có ngấm sâu ở trong vật liệu. Cái bồ hòn như thế này sau khi mà chúng ta đã giặt rồi thì cho ra môi trường nó hoàn toàn tự phân hủy. Do đó là nó hoàn toàn vô hại đối với môi trường. Nó sẽ có những cái hạn chế. Bởi vì chúng ta đã quá quen với cái tiện nghi rồi. À, cái máy giặt này chúng ta đổ vào đây thế là xong. Với bồ hòn thì nghe thì có vẻ là lích kích, nhưng đấy chỉ là một cái sự thay đổi thói quen thôi. Khi bạn bỏ cái bồ hòn vào trong một cái túi, ném vào trong đó thì bạn sẽ đỡ rất nhiều. Nó vừa đỡ tốn nước, nó vừa không bị phải dùng nước xả. Đấy nó chỉ gần như là một cái sự thay đổi thói quen thôi. Tôi rất là mong là mọi người cứ thử dùng đi một lần. Thấy nó thuận tiện quá thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng và đừng bao giờ dừng. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị khán giả một vài cái cảm nhận của tôi khi mà tôi dùng bồ hòn thôi. Trước đó thì mình cũng giặt bằng bột giặt và nước giặt như bình thường, thì thấy thực sự là mỗi lần mà cái ngăn kéo mà để chứa dung dịch giặt ấy nó mở ra để mình đổ vào thì thấy một cái mùi nó rất là khó chịu. Tiếp theo đó tôi dùng bằng bồ hòn thì cái mùi đó đã bị khử đi hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng là bồ hòn có một tác dụng rất là tuyệt vời trong việc làm sạch cũng như là giúp cho môi trường của chúng ta không bị ô nhiễm. Tôi hoàn toàn chia sẻ. Cái hóa chất mà được gọi là thông qua bàn tay của chúng ta mà để ra môi trường ấy là vô cùng nhiều. Cái nước bồ hòn khi mà mình giặt bằng bồ hòn, mình rửa bát bằng bồ hòn, mình lau nhà bằng bồ hòn thì cái nước ấy ra là hoàn toàn nó không có chứa chất độc. Cho đến bây giờ thì riêng cái trang bồ hòn của chúng tôi là nó là 10.300 bao nhiêu bạn đấy. Và thì tôi nghĩ đã là một cộng đồng mà thực sự quan tâm đến, không phải chỉ là riêng bồ hòn. Họ quan tâm đến một cái lối sống xanh, không phải chỉ bảo vệ cho mình mà còn bảo vệ cho những người xung quanh và nhất là cho con cái của mình, biết bảo vệ nó, biết bảo vệ trái đất này. Việc mà chúng ta sử dụng bồ hòn hay bất kỳ một cách sống xanh nào có thể là chúng ta nghĩ rằng nó rất là nhỏ, nó không làm được gì cả, nhưng mà tôi tin rằng là mọi cái nhỏ nó góp lại nó sẽ thành một cái lớn. Ví dụ khi mà đi chợ thì tôi sẽ mang những cái hộp đi để có thể mua thức ăn và để vào đó để tránh cái việc là thải rất là nhiều ni lông ra, và thậm chí là những cái ni lông đó chắc chắn là không phải là một cái ni lông để có thể đựng được thực phẩm, nó không đủ chất lượng. Chúng ta có thể dùng sơ mướp để mà rửa bát thay vì là một cái miếng mút này, bởi vì là miếng mút thì bao giờ nó mới tiêu hủy ở trong thiên nhiên 500 năm, 1.000 năm. Nếu như một ngày mà chúng ta ném một cái rác đi đó, một cái túi rác đi, và chúng ta thử nghĩ xem ở trong đấy nó bao nhiêu thứ mà sau khi chúng ta đã đi rồi, chúng ta không còn trên thế giới này nữa thì nó vẫn còn tồn tại ở đây. Chúng ta sẽ rất là dùng mình luôn. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm. Chỉ khi chúng ta thử tự thay đổi mình đi từ những cái việc nhỏ nhỏ thì mọi việc khác nó rất là đơn giản. Trong câu chuyện của quả bồ hòn ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ không chỉ thấy đấy là câu chuyện về quả bồ hòn. Qua câu chuyện này thì sẽ giúp chị Uyên một phần lan tỏa hơn một cách sống xanh. Và tôi nghĩ rằng là
càng cần nhiều người ủng hộ thì sẽ càng tốt cho chúng ta ngày hôm nay và cả mai sau nữa. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến tham dự cùng với chương trình Cà phê sáng với VTV3. Chúc chị luôn luôn khỏe để tiếp tục cái hành trình mà tôi nghĩ là còn dài lắm, còn nhiều vất vả lắm, và hy vọng là nó sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị, nói về quả bồ hòn, rất nhiều người trong chúng ta đã nghe thấy quả bồ hòn, nhưng mà nhìn thấy nó thực tế thì chắc là khó, đúng không quý vị?